HP Anum de Manu Petty, del Novo de Selección de Principis Apostolorum, Dirección en tu Anerga Ecclesia Corporal. Ad honores Dei Omnipotentis Exaltorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Santi Domine Apostoli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Con chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây sướng vui ngập tràn. Đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Khi đời con tu điểm những bước chân gieo vắng tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vang ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy
Thank you.
trong cái lễ cầu đi ngày 4 tháng Giêng vừa qua, tin từ văn phòng tòa thánh Randy, Đức Thánh Cha Francisco đã chính thức phổ biến Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội làm hồng y trong số 20 văn hồng y của Giáo hội Công giáo. Đây là niềm vui và là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng. Tin vui này được loan báo trong lúc mọi người đang tưng bừng đón xuân mới đất mùi như một dấu hiệu tốt lành cho sự phát triển và sức sống mới trên quê hương và Giáo hội Việt Nam. Đức Hồng Y là vị hồng y thứ 6 trong số con cháu dòng thánh Lạc Hồng được vinh thăng tước vị cao quý này, được gọi là hoàng tử của Giáo hội. Với việc vinh thăng hồng y cho Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Thánh Cha đã tỏ cho thấy mối quan tâm và tình thương mục tử của Ngài đối với Giáo hội Việt Nam, một giáo hội được sinh ra và lớn lên trong bóng các thánh tử đạt, một giáo hội mặc dù trải qua nhiều đau khổ mà vẫn kiên trung với Chúa, gắn bó với đấng kế vị thánh Phêrô, và hôm nay đang từng bước nỗ lực làm cho niềm vui của tin mừng thấm được nền văn hóa và quê hương Việt Nam. Qua việc bổ nhiệm này, Đức Thánh Cha muốn ghi nhận lòng nhiệt thành công độ, lòng trung thành yêu mến giáo hội và tài năng đức độ của Đức Hồng Y. Những đức tính này được thể hiện trong suốt 20 năm ở cương vị giáo mục, trước hết là giám mục Giáo phận Đà Lạt và tiếp đó là giám mục Hà Nội. Còn xin phép được đại diện cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và anh chị em dân tín hữu trong giáo đình dâng lời chúc mừng Đức Hồng Y. Chúng con hợp ý với Đức Hồng Y tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y vì yêu thương giáo hội và dân tộc Việt Nam. Kính chúc Đức Hồng Y luôn dồi dào sức khỏe và ơn thánh Chúa, vì sứ vụ của Đức Hồng Y không chỉ giới hạn trong Tổng Giáo phận Hà Nội hay Giáo hội Việt Nam, mà Đức Hồng Y còn cộng tác với Đức Thánh Cha trong việc điều hành giáo hội bản vụ. Cảm kính Đức Hồng Y, người ta thường nói danh cao thì cánh nặng. Đức Hồng Y được vinh danh hoàng tử của giáo hội, nhưng là hoàng tử của một vị vua chính thống minh. Màu áo đỏ là màu của chúng tử kiên trung và cũng là màu tự đại. Chúng con cầu nguyện nhiều cho Đức Hồng Y trong sứ vụ công độ. Chúng con nguyện ước sẽ là những công sứ viên của Đức Hồng Y để cùng với Đức Hồng Y xây dựng giáo hội, loan báo tin mừng của Chúa là tin vui cho những người nghèo khó, đau khổ và bị bỏ rơi bên lề xã hội, như lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong tước vị cho các vị tân hồng y tại Roma vừa qua. Một lần nữa chúng con chân thành chúc mừng Đức Hồng Y, xin Đức Hồng Y nhận nơi đây tâm tình quý mến của chúng con và xin Đức Hồng Y chúc lành cho chúng con. Thank you.
quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của Hồng Y là một giáo hoàng. Hồng Y là người cộng sự gần gũi nhất của giáo hoàng trong việc quản trị giáo hội toàn cầu. Hồng Y còn có tiếng nói ảnh hưởng lớn đối với giáo hội địa phương và trong trường mực nào đó đối với xã hội và quốc gia sở tại. Việc bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân tổng giám mục Hà Nội làm Hồng Y là một hồng ân cho đất nước Việt Nam, đặc biệt cho giáo hội Việt Nam, vì là người Việt Nam thứ sáu được tôn lên chức vụ Hồng Y cao quý. Đối với tổng giám mục Hà Nội, đây là vị Hồng Y thứ tư nối tiếp truyền thống tốt đẹp của ba vị Hồng Y tiên khởi là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Nguyên Quê, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, những vị lãnh đạo tôn giáo can đảm và khôn ngoan. Trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn duy trì được các sinh hoạt phục vụ trong giáo phận và củng cố đời sống đức tin của giáo dân. Để hiện nay tổng giáo phận Hà Nội có một linh mục đoàn có khả năng, trách nhiệm, tốt lành và đông đảo giáo dân nhiệt thành thực hành đức tin. Đức tân Hồng Y kế nhiệm sự nghiệp và trọng trách của các bậc tiền bối với tinh thần mến Chúa yêu người kiên vững của Thánh Andre Dũng Lạc, vui tươi mà anh dũng dấn thân vào đời. Đây cũng là hồng ân cho chính bản thân Đức Hồng Y, vì Đức tân Hồng Y là người ôn hòa nhân từ đối thoại, đã từng giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo hội Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2007 đến năm 2013. Hy vọng trên cương vị mới, Đức tân Hồng Y sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Trong thư gửi các Đức tân Hồng Y, Đức giáo hoàng Francisco nói: nguyên từ Hồng Y là do từ Cardine, nghĩa là bản đề. Vì thế, Hồng Y không phải là một huy chương danh dự, nhưng là một bản đề, một điểm tựa vào sự và sự chuyển vận thiết yếu đối với đời sống của cộng đoàn giáo hội. Trong giáo hội, mọi chức vụ lãnh đạo đều xuất phát từ đức ái, phải được thực thi trong tình bác ái. Thánh Phaolô nói: đức bác ái không vui mừng vì điều bất công, nhưng vui mừng vì chân lý. Ai được kêu gọi thì thi hành công tác phục vụ là cai quản trong giáo hội thì phải có một ý thức mạnh mẽ về công lý. Đức giáo hoàng Francisco ước mong lời Thánh Phaolô đó hướng dẫn sứ vụ mới của Đức Hồng Y. Nguyện xin Đức Mẹ Maria giúp Đức Hồng Y luôn tiến bước trên con đường chân lý là chính Đức Giêsu Kitô, dưới sự bảo trợ dịu dàng và yêu thương của Đức Mẹ Maria. Một lần nữa, toàn thể cộng đồng chúng con hân hoan chúc mừng Đức tân Hồng Y Phaolô Nguyễn Văn Nhân tổng giám mục Hà Nội. Chúng con toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong tổng giáo phận Hà Nội dâng lên Đức Hồng Y chén thánh quý giá, tượng trưng cho tấm lòng thương cảm của chúng con đối với Đức Hồng Y. Để hàng ngày trong thánh lễ, Đức Hồng Y dâng lên Thiên Chúa hiến lễ là những lời nguyện xin và những công lao của chúng con, cầu trở nên ơn phúc thiêng liêng cho chúng con. Nay cũng là dịp đầu xuân Tân Mùi, thay mặt linh mục đoàn, các tu sĩ nam nữ, các đại chúng sinh cùng toàn thể anh chị em giáo dân, chúng con dâng lên Đức Hồng Y những lời chúc tụng tốt đẹp nhất,
Nguyện xin Thiên Mẫu ban rất cầu y an bình hạnh phúc tràn đầy lòng ân. Xin Đức Mẹ Maria Nữ Vương và tất cả Giuse phù hộ Đức Hồng Y trong vòng tay quyền năng và tử ái của các ngài. Vì giáo hội và vì
giờ phút đó là mà tôi hiểu rằng không còn có cái gì khác đáng kể, và đặc biệt con người của tôi không có cái gì đáng kể, vì không có cái gì là để cho tôi mà tôi được mời gọi để phục vụ mọi thằng và quê hương. Và lời đó nhờ ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và soi sáng cho tôi đến ngày hôm nay và hy vọng cho đến suốt cả cuộc đời. Tôi xin cảm ơn Ngài. Vị khách thứ hai là đức gia Kevin Van, giáo mục phận Orange, cùng với hai cha cho con mình Sita Hoàng và cha Dung Xe mình là giáo phận đã kế nghĩa anh em tổng giáo phận Hà Nội từ thời của đức tổng giáo mục Dung Xe Ngô Quang Quyền và tiếp tục kéo dài và tiếp tục được nối kết. Sự hiện diện của Ngài và anh em linh mục ở trong tháng lễ này và đặc biệt là trong những ngày này, Ngài đã cố gắng thu xếp thay đổi chương trình để có thể hiện diện với chúng tôi trong những ngày này. Đó là một cái tình nghĩa của những người anh em, hay nói theo cái tiếng của giáo hội là chị em với nhau. Chúng ta vui mừng về sự kết nghĩa này và chúng ta sẽ góp phần để cho sự kết nghĩa này càng ngày càng bền chặt và càng ngày càng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho cả hai giáo phận chị em. Và với những tâm tình đó, chúng ta hãy đi vào trong thánh lễ dâng lên cho Chúa lời tạ ơn mà chúng ta không biết lấy lời gì để diễn tả, nhưng chúng ta có một cách thức là để kết hợp với của lễ trên bàn thờ là chính Đức Giêsu để dâng lên Đức Chúa Cha chúc tụng cảm tạ nguyện cầu xin ơn và xin người thương tha thứ để cho chúng ta bước vào một năm mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy hy vọng và tràn đầy bình an. Thôi cứu nhờ
Thiên Chúa là đấng trung tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là sự biết ơn đối với cha mẹ
qua cảnh cưu mang, sinh đẻ, nuôi dưỡng, giáo dục. Nếu nó chỉ cần biết nhận ra những điều đó mà thôi, thì cha mẹ đã hết sức là vui lòng và hết sức là hạnh phúc. Bài đồng hồ cho Trần Cát Vua cũng cho chúng ta thấy cái tâm tình tạ ơn đó ở trong cộng đoàn dân Chúa, dù rằng lúc bây giờ còn là thời kỳ của cựu ước. Vua Salomon sau khi đã xây dựng được đền thờ Jerusalem và đã rước hòn bia thánh vào, thì cảm thấy rất là mãn nguyện vì giờ đây Chúa ở giữa dân người, và đó là cái điều mà Ngài đã kêu gọi dân chúng hãy biết tạ ơn vì Thiên Chúa đã chọn cái dân này, dân cứng cổ này, cái dân thì rất là tội lỗi này để làm dân riêng của mình, và đã đói thương quý tụ họ lại để ở giữa họ. Hợp Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto thì đi sâu vào cái thâm sâu của cái hồng ân Thiên Chúa. Ngài kêu gọi tất cả tín hữu hãy biết cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho họ không còn thiếu một cái ơn gì. Quả thật khi Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta thì chúng ta không còn thiếu một cái ơn gì, vì ngoài ơn là xuất phát từ Đức Giêsu Kitô, từ cái tình yêu, từ cái quyền năng, từ cái công nghiệp tử nạn và phục sinh, từ Chúa Thánh Thần mà Ngài sai đến, từ Chúa Cha mà Ngài giới thiệu. Có Đức Giêsu Kitô là chúng ta không còn thiếu một cái gì nữa. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta đón nhận tất cả những hồng ân đó mà chúng ta chưa biết cảm ơn Chúa. Và nếu cảm ơn Chúa thì phải như Salomon nói, cảm ơn Chúa có nghĩa là đem lời Chúa ra mà thi hành, đem luật Chúa ra mà giữ. Đó là cái cách cảm ơn chúng ta. Trong dịp đi Roma để nhận thức hiểu không khí, tôi có rất là nhiều cái sự kiện muốn chia sẻ với anh chị em, nhưng tôi chỉ xin nói một điều mà thôi. Tôi may mắn trong dịp lễ này, nó cũng là vào cái thời kỳ công trị không khí, cho nên các không khí tham dự hiện diện rất đông, trên 100 vị, và cũng có nhiều giáo hội từ nơi khác đến dự. Nhưng hệ ai biết về Việt Nam thì họ đều đến bắt tay và chúc mừng tôi. Nhưng trong cái lời chúc mừng, thưa anh chị em, họ nói cái gì? Họ nói rằng chúng tôi vui mừng vì giáo hội Việt Nam là một cái giáo hội vững mạnh trong đức tin, là một giáo hội có nhiều thánh tử đạo, là một cái giáo hội trung thành, là một cái giáo hội đang phát triển, là một cái giáo hội có nhiều ân huệ, vân vân và vân vân. Người muôn phương biết tất cả những hồng ân đó để tạ ơn Chúa đã nhắc nhở tôi và để nói với tôi, về nói với anh chị em, chúng ta đang sống trong tràn ngập tình yêu của Chúa. Có thể nước chúng ta còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, nhưng những điều đó bên cạnh những hồng ân Chúa tuôn đổ xuống, mà cái hồng ân lớn nhất cho anh chị em đó là hồng ân đức tin. Vô vàn những người khôn ngoan, thông thái, giàu có, quyền lực hơn chúng ta mà chưa đón nhận được đức tin, mà thiếu đức tin thì có thể nói là thiếu tất cả. Vì thế cho nên cùng với sự lễ này, chúng ta cảm ơn Chúa về rất là nhiều biến cố và sự kiện. Nhưng xin mỗi người hãy ý thức được rằng Chúa đã yêu thương chúng ta vô cùng, và chỉ có một cách để biểu lộ lòng biết ơn là hãy luôn luôn suy niệm lời Chúa, lắng nghe lời Chúa.
Chúa đang lời Chúa thi hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Anh chị em thân mến, khi nhìn lại những ngày tháng và những biến cố đã diễn ra, chúng ta nhận thấy tất cả đều là hồng ân của Chúa. Giờ đây, với niềm tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, chúng ta hãy cảm tạ và dâng lên Chúa những lời cầu xin. Giáo hội có sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người, nhất là cho những người nghèo khó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các Đức Giáo hội và các linh mục, cách riêng cho Đức Tân Hồng Y Phaero luôn được tràn đầy ân sủng, để nhờ lời giao giảng và nhờ chứng tá đời sống của các ngài mà nhiều người nhận biết Chúa. Khi gặp thử
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nam là Nam Bộ Chúa.